Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới, luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Trong đời Amraphin vua Shinea, Arioch vua Elasha, Kết-rô-la-me vua Elam và Tê-đan vua Go-im, bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera vua Sodom, Biresha vua Gomorrơ, Shineab vua Ác-ma, Shemebe vua Seboim và vua Bela tức là Soa. Các vua này hiệp lại tại trũng Sidim, bây giờ là biển muối. Trong 12 năm, các vua này đều là chư hầu của vua Kết-rô-la-me. Nhưng qua năm thứ 13 thì họ giấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kết-rô-la-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rephaim ở đất Ashterot-Canaim, dân Susin tại đất Ham, dân Emim ở trong đồng bằng Kiriataim và dân Horit ở tại núi Seir cho đến nơi Enbaran ở gần đồng vắng. Đoạn các vua thâu binh trở về đến suối Sử Đoán tức Kade, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amorit ở tại Hát Sát Sôn Thama. Các vua của Sodom, Gomorrah, Ác-ma, Seboim và vua Bela tức là Soa bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Sidim đặng chống cự cùng Kết-rô-la-me vua Elam, Tidan vua Goim, Amraphen vua Shinea và Arioch vua Elasha, bốn vị đương địch cùng năm. Và trong trũng Sidim có nhiều hố nhựa chai. Vua Sodom và vua Gomorrơ thua chạy xa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrơ rồi đi. Giặc cũng bắt Lót là cháu của Abram ở tại Sodom và hết thảy gia tài người rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abram là người Hebrew. Abram ở tại lùm cây dẻ bột của Mamre là người Amorit, anh của Ekkon và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abram. Khi Abram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Abram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm, xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa Mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Abram đánh bại Kết-rô-la-me và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng vua. Minchi-xê-đét, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abram. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Sodom bèn nói cùng Abram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Abram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Abram giàu có. Chỉ món chi của những người trẻ đã ăn và phần của các người cùng đi với tôi là Ane, Ekkon và Mamre. Về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi. Chương 15. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abram rằng: Hỡi Abram, ngươi chớ sợ chi. Ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách.
Abraham lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tử, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con. Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi nó đi. Vả, khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, nay một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorít chưa được đầy dẫy. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa, có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, Amonit, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít. Chương 16. Vả, Sarai vợ của Áp-ram vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ê-díp-tô tên là A-ga. Sarai nói cùng Áp-ram rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Áp-ram bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Áp-ram đã trú ngụ 10 năm tại xứ Ca-na-an, Sarai vợ người bắt A-ga là con đòi Ê-díp-tô mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Áp-ram đáp cùng Sarai rằng: Này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sarai hành hạ A-ga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, thì hỏi rằng: Hỡi A-ga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo, đến đổi người ta đếm không đặng nữa. Lại phán rằng: Này, ngươi đương có thai, sẽ sinh một trai, đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đoái xem, vì nàng nói rằng: Chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao? Bởi cớ ấy
Người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Kade và Bere là giếng La Charoi. Rồi nàng Aga sinh được một con trai. Abraham đặt tên đứa trai đó là Ismael. Vả lại, khi Aga sinh Ismael cho Abraham, thì Abraham đã được 86 tuổi. Chương 23. Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, hãy xét kỹ người ở trước mặt con. Nếu con có láo ăn, khá để con dao nơi họng con. Chớ thèm món ngon của người, vì là vật thực phỉnh gạt. Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có mọc cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, và đừng tham muốn những món ngon của hắn, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi, nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Miếng con đã ăn, con sẽ mửa ra và mất những lời hòa mỹ của con. Chớ nói vào lỗ tai kẻ ngu muội, vì nó sẽ khinh dễ sự khôn ngoan của các lời con. Chớ dời đi mộc giới cũ, đừng vào trong đồng ruộng của kẻ mồ côi, vì đấng cứu chuộc của họ vốn quyền năng sẽ binh vực sự cáo tụng của chúng nó nghịch với con. Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy và lắng tai nghe các lời tri thức. Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng. Phải, chính ruột gan ta sẽ hớn hở khi miệng con nói điều ngay thẳng. Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác, nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, vì quả hẳn có sự thưởng thiện, và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành ra luống công. Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, khá dẫn lòng con vào đường chính. Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu hoặc với những kẻ láo ăn, vì bợm rượu và kẻ láo ăn sẽ trở nên nghèo, còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Hãy mua chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy và sự thông sáng, chớ hề bán đi. Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sinh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở vì người đã sinh con lấy làm vui mừng. Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha. Vì kỹ nữ vốn là một cái hố sâu, và dâm phụ là một cái hầm hẹp. Nàng đứng rình như một kẻ trộm, làm cho thêm nhiều kẻ gian tà trong bọn loài người. Ai bị sự hoạn nạn, ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cạnh, ai than xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ. Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn, chít như rắn lục. Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ, và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng, người ta đập tôi nhưng tôi không đau, người ta đánh tôi xong tôi không nghe biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. Sách Tiên tri Ê-sai, chương 1. Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Hỡi các tầng trời, hãy nghe, hỡi đất, hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, song Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi,
nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lui đi. Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng có chỗ nào lành. Rạc những vết thương, vết sưng cùng lằn mới chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy. Dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán. Con cái Si-ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây. Ví bạn Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy. Hỡi các quan trưởng Sô-đôm, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hỡi dân Gô-mô-rơ, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẻ của người quá bủa. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Ôi, thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ. Nó vốn đầy sự chánh trực và sự công bình ở trong nó, mà bây giờ đầy những kẻ giết người. Bạc ngươi biến thành cặn, rượu ngươi pha lộn nước. Các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm. Mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi, chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi, vụ kiện của người quá bụa chẳng đến cùng chúng nó. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng quyền năng của Israel phán như vậy: ôi, ta sẽ được thỏa lòng về kẻ đối địch ta và báo trả kẻ cừu thù ta. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi và bỏ hết chất pha của ngươi. Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu. Rồi sau, người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa. Si-ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình. Song những kẻ bạn nghịch và mắc tội sẽ cùng bị hủy diệt, còn kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì những cây thông mình ưa, mắc cỡ vì những vườn mình đã chọn. Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước. Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa, cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai dập tắt. Chương 2.
lời mà Esai, con trai Amốt đã thấy về Giuđa và Jerusalem sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến. Chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va. Thật, Chúa đã bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bói khoa như người Philistin, lại giao ước với con cái dân ngoại. Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng. Xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. Xứ nó trang chứa những hình tượng. Họ thờ lại đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình. Vậy Chúa đừng tha họ. Ngươi khá vào nơi vần đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao. Nó sẽ bị hạ xuống, lại đến trên mọi cây bách cao lớn của Liban và mọi cây dẻ của Ba-san, cùng trên mọi núi cao, mọi đồi cả, trên mọi tháp cao và mọi vách thành vững bền, trên mọi tàu bè của Ta-rê-si và mọi vật chi đẹp mắt. Sự tự cao của loài người sẽ bị giằng xuống và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Bây giờ, các thần tượng sẽ qua hết đi. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lại, và vào trong hang đá, trong kẻ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Chớ cậy ở loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng,
và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.